បាទសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំមកកាន់ទស្សនាវីដេអូភេកមាស្តើអេធីបាទថ្ងៃផងនេះវីដេអូភេកមាស្តើអេធីសូមបង្ហាញជូនដល់អ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងការឃ្លេផាសវើតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងCLI ដែលប្រើជាកម៉ាន់ឡាញអ៊ីនធឺហ្វេសបាទអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយទៅលើការឃ្លេផាសវើតទៅលើវីដេអូណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាវីដេអូផងយើងកាលយើងដាក់ផាសវើតបាទពេលខ្លះយើងអាចភ្លេចណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាន់តែយើងអាចភ្លេច
miền flash Windows mũi đã chia flash Windows 7 rồi có Windows 8 và rồi có Windows thân các bạn này lại đang là bạn cả bút việc và chỗ tập can là command prompt đấy. Ok và chẳng thom nát từ lơ mà sân bật phần dưỡng còn là thuộc cả bút flash máu và cầm mặt nó chỗ là tập can Windows phần dưỡng chuyện vua bịa và repair computer tốt bên trên command pro mũi hai giờ 18 tháng đó. Ok nó chỉ style đôi Windows chấm đi đấy Windows chấm đi vì chọn password chứ không mà nó chung đăng thà nó password chung đoạn lịch của màn đến nó hoặc chẳng cho chàng đấy và trước chung cho thua ca clear biến. Ok hay bạn lại ca này ca clear cứ dương thua ca pra tam của màn hay nhẹ bằng hai và bằng hai chỉ mùi năng ta bằng hai chỉ mùi năng interface nâu bà sim đi lại nè và ta toàn lấy bọt bà hà nhìn lại nắng là bạn. Ok chứ không mà thua ca pra của màn hay bằng hai nhà tiền cmd đang máu hay thua ca clear tam năng đó. Ok bà lâu khi em thuộc cả bật mặt sân đang nguy dẫn này là nhận và chính như rong trăm bà cả bụt viên tình máu thì phòng bụt cho đó là Windows. Ok bà chắc mặt sân dương thua lơ mặt sân bất phân dưỡng mà cứ còn là đọc là cho tớ hay dương thua cả cầm nọt bụt vì đi vài đằng màu này bà lâu dương thua ca chạy bà chuyện định máu với chính tiền máu hay bạn định máu và giờ có install để dùng vô repair vô computer này mất và tỏ mất với trình tiền trẻ này thì nó dùng vô biệt hà sụp bạn này sụp lý sụt này này ok chạy đi mất hơi dùng vô advanced option. Ok nó không có lấy command command prompt và trong khi phải chạy mua chỉ thông mà đá file same rồi bỏ Windows bạn đặt bài phần viết cứ xem đặt bài nâng thì thuộc cả tục của mình username password cứ vì nó không trái xí hơi được nông Windows hay được không system sản phí cho những chỗ tập can phạt còn biến lại nhận và chứng nó lại những thuộc ca trích từ lớp partition phải dựng tao bị không partition mùi ná và EC có đi để cô ta phải cứ chọn chỗ tập can trái xí và Windows hay năng system sản phí và chứng thuộc ca trích và vậy là lúc đã C muốn cho bạn chẳng chẳng DM bạn đi cứ phô mình mình chỉ trái trái xí phần trăm đề thông là trái xí về miền phô miền và user hay năng Windows hay program file program file này phải mua chẳng đợi và chẳng xí mình thấy đi này tại một tiết bạn nhận miền per for lock mà nhận cứ chia trái xí phần trăm hỏi nó lại nặng bà là kim trong chỗ một căn Windows dừng bay CD và hãy vậy biết tha vín Windows này in thơm á bà là cái chỗ mà hỏi bài chỗ mà toàn tiết CD và system và sản phí ok enter móc và chắc nhìn thuốc ca là cái file mỗi cứ và dùng bài command và rin mà rin is mà rename và you và util utilman rename utilman dot ee tao chia utilman nè và anh có và chung một mũi thọ kê kê chẳng đó và dot ee và enter móc. Ok nó dừng thuốc ca đôi chung một bàn xâm lại cháy và tóc mới dừng thuốc ca copy nè thưa ca copy mũi cứ copy bạn cmd dot ee và tôi chia bạn util này. Utilman và dot ee này chứ như thưa ca copy cmd bạn command mình đang dot ee tôi can là utilman này. Dot ee enter mà ok dừng copy ban sắp lại hết tôi tóm mọi dừng thưa ca chạy trên bìa mà và exit. Ok xong chập làm cho tất cả Windows cho mình nhé bà nó dân ban thua ca bằng hai nâu này lại nhận đấy chị chị mùi mắt và cái việc bằng hai lúc chẳng đồ hồi giờ này đấy mà chẳng bình đẳng đi mua hoàn viên này nhé và chứ nhìn thơ mà nó đi trong và chợ châu đến là bạn đặt password mà để cái nhé mà nó dùng hai tiền này mùi máu và chị mất bạn tiền nắng bà dân thua ca váy và
bạn thử coi mấy bạn chứ là bây giờ nó phải sợ mấy được bằng command cứ dùng vậy mà command net bạn net bạn net user bạn đọc clear máu chung mua user phần dưỡng chân ở đi thì sai user phòng chống chung thay user mà thay user hơi trong bắt đầu bóc chấm đọc đi đã nhập cài mũi inter bạn đi vì tầm rau dân thay ở password for user này nè chân lấy kim thơ cả bỏ về chân cho mặt đại kim inter tên đó bạn inter và inter mũi tiện bạch biển chúng mình bắt tha command complete successfully chứ những thứ cả chỗ bà này nó là chậm chạy vậy bà đâu những chỗ bà này này bà đấy cứ chia được biết cả clear password tam rồi CLI cứ command line interface bà chẳng sợ không than đọc nên ai thử bán chỉ mùi năng cả clear password nữa ok chứ những ai bắt lời Windows 7 và Windows 8 và Windows 10 ok bảo cô chắc là để bàn tốt này chỉ mùi năng video page master thì bạn sẽ một con